안녕하세요. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng nhau học về thì quá khứ. Các bạn nhìn lên bảng nha. Đi, kata, kayo. Kata, kayo. Thì quá khứ mình sẽ cộng với cái gì ạ? A, a, hoặc là ở sở yo. A, ở sở yo. Hoặc là a ở sinh gì ta? Mình khi nào dùng a ở sở yo? Khi mình sử dụng cách nói thân thiện, còn ad osmita là mình nói trân trọng. Vậy thì kata Đi kayo, đã đi, mình cộng với cái gì ạ? Cộng với asoyo. tại vì sao asoyo khi nào cộng asoyo và khi nào cộng osoyo? Khi trước đó là nguyên âm a hoặc là o, a o a o thì mình sẽ cộng với Asoyo, còn ngoài ra thì mình cộng với Asoyo. Asoyo, mọi người lên bảng nha. Kayo, đi, đã đi. Kasoyo. Đáng lẽ ra thì Kayo, Kayo, mình Kata, Kayo, mình sẽ cộng với Asoyo, Ka Asoyo, nhưng mà A và A mình rút gọn lại thành một chữ A thôi. Thì nó lại là Kasoyo, đã đi, Kasoyo. Vậy thì ăn. Ăn một tạ một gọi ạ một gọi ạ thì một gọi ạ đã ăn đã ăn Mở gót rồi à? Đúng rồi, mở gót rồi. Mở gót rồi. Ngủ, ngủ, cha tạ, cha yêu, cha yêu. Vậy thì đã ngủ mình nói như nào? Chắc rồi. Chayo với lại asoyo hai chữ A mình rút ngắn lại, rút gọn lại là một chữ A thôi, là chasseo. Viết, viết sư tạ, sư tạ, chi vô thì nó sẽ thành như thế nào ạ? Sư tạ viết sư ô vô, nhưng mà ư này mình sẽ lược bỏ nó đi, thì là sơ yô sư tạ sơ yô, thì là đã viết thì là gì ạ? Sơ sơ yô sơ sơ yô sơ sơ yô thực tạ nghe nghe từ rồi ạ từ rồi ạ từ rồi vô đã nghe từ rất sơ yô từ rất sơ yô từ rất sơ yô từ rất sơ yô. Tại sao cộng với ớt sơ yô mọi người? Tại vì trước nó là nguyên âm ư, nó không nằm trong a và o thì mình cộng với ớt sơ yô. Nhưng mà tại sao chữ ti ức này, ti gấp này nó lại biến thành chữ riêu? Tại vì đây là bất quy tắc ti gấp, mọi người nhớ nhé, mình phải bắt buộc phải học thuộc lòng thôi. Thực tạ Thư rơi vô Thư rất sợi không? Hỏi Một tạ Một tạ đây cũng là có quy tắc thì gứt thì nó sẽ biến thành mu rơi vô mu rơi vô đã hỏi thì nó sẽ thành mu rất sợi vô mu rất sợi vô Riu nói âm lên mu riu rất sau này sẽ nói lên ơ là mua rất sale. Rồi chúc ta chu vô yo số nhé. Xin lỗi mọi người nha. Chu chúc ta thì nó sẽ biến thành chu. Tại sao? Đây là bất quy tắc bi up. Bi up, mọi người nhìn lên bảng nha. Bi up thì nó sẽ biến thành chữ u. Bắt quy tắc bi up. Bi up nó thành u. Chúc ta chu bi up thành u thì là u. U thì mình cộng với chua rồi. Vậy thì đã lạnh mình nói thế nào ạ? Chu quá sợi yo chu quá sợi yo thập ta thập ta. Vậy thì chia nó là
thơ biết thành u chú vơ vô đã nóng nạ đã nóng là gì ạ thơ vơ sợ yo thơ vơ sợ yo đã nóng thơ vơ sợ yo mọi người đọc theo mình nha đi 가요 갔어요 갔어요 ăn 먹다 먹어요 đã ăn là 먹었어요 먹었어요 ngủ 자다 thì mình chia ao vô là 자요 đã ngủ 잤어요 잤어요 mọi người nhớ nha viết 쓰다 써요 썼어요 썼어요 đã viết nghe 듣다 들어요 đã nghe là 들었어요 들었어요 hỏi 묻다 물어요 물었어요 물었어요 lạnh 춥다 추워요 추웠어요 추웠어요 덥다 더워요 더웠어요 đã nóng 덥다 더워요 더웠어요 Bây giờ mình hỏi mọi người sẽ nhớ từ nào mọi người hãy nói từ đó nha. Đi. Đi. Đã đi. Đi. 가요. Đã đi. 갔어요. Ăn. 먹어요. Đã ăn. 먹었어요. Nghe. 듣다. 들어요. Đã nghe. 들었어요. Lạnh. 춥다. 추워요. 추웠어요. 넘. 덥다. 더워요. 나 넘. 더웠어요. 우. 자다. 자요. 나 우. 잤어요. Còn từ nào nữa không bạn? Hỏi. 묻다. 묻다. 물어요. Đã hỏi. 물었어요. Mọi người hiểu chưa ạ? Vậy thì mọi người ráng tập đi tập lại nhiều lần và ráng nói với giọng thật là lớn thì mình sẽ nhớ dai hơn. Chào tạm biệt các bạn.